rồi. Lên hàng, lên hàng hay lên hàng. Ô cá chấm rồi, cá chấm rồi. Kéo mạnh không? Cá chấm rồi đúng không? Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Lộc lại tiếp tục cuộc hành trình săn cá lớn, săn hàng khổng hồ Buôn Jun Đắc Min. Hiện tại thì có một mình Lộc thôi. Chiều tối nay sẽ có một số cầu thủ câu cùng Lộc. Hy vọng là tối nay Lộc và các em đều lên Hugo nhá. Hôm nay là gió lớn lắm, Lộc đẩy gần dưới nước luôn. Hôm nay gió lớn, gió 23 km/h, sóng lớn cực kỳ luôn. Câu lăng xê rất là hợp lý nhá. Lộc đang đánh chỉ 30g nhá, 30g. Sóng gió này vẫn khả năng vẫn trụ được. Và mồi câu đây. Hôm nay mồi cũng rất căn bản. Na ná như mấy hôm trước thôi, Lộc quay sơ thôi nhé, không quay kỹ. Đây là cắm gà này, một bịch cắm gà này. Hai bịch cắm gà này. Một bịch cắm khó chịu chép này. Hai quả chuối này. Khoai lang ủ chua. Mồi nền câu cá mè đấy. Và đây là dầu chuối này. Đây là thóc mầm nhé, thóc ngâm. Đây là khoai lang cắt khúc này. Đây là khoai lang hấp chín rồi. Lộc bóp nhuyễn này sẽ làm dạng thay mồi nền đấy. À, trong đây là còn có mè vừng nhá. Mè vừng rang xay này. Rất nhiều thứ. Đỗ tương rang xay này. Và đây là ngô ngâm. Đó, thành phần mồi là thành phần hơi nhiều thứ luôn đấy. Nhưng mà cũng căn bản mấy hôm mồi tự nhiên thôi. Ok, thành phần mồi là căn bản như vậy. Lộc không quay khâu trộn mồi nữa. Giờ sẽ tranh thủ trộn mồi và ném ra mồi luôn. Giờ 37 phút ra mồi xong nhá. Hiện tại thì thời tiết là nó không có nắng mà sóng gió, sóng lớn cực kỳ luôn. Sóng chắc phải cỡ gang ấy. Sóng lớn lắm nhá. Nhưng mà Lộc thấy thời tiết như vậy, Lộc lại rất là thích cá, mà kéo là khá là dễ, cá lớn lắm. Bây giờ là 3 giờ 40 phút rồi. Quăng cần khoảng tầm 2 tiếng rồi. Chưa rung linh tí điểm này nhá. Lộc đã ra lều để chuẩn bị đêm làm lều này. Nhưng mà gió lắm, phải căng thêm cái ô này nữa này. Không nó thổi bay vẹo hư chủ luôn. Bên kia là có cần thủ Dũng mới lên cá nhá. Lên cá chấm đâu khoảng tầm 8-10 kg. Khoảng 2 tiếng rồi cá vẫn chưa ăn. Lộc tiếp tục đợi chờ nhá. Chiều nay là không ăn một tí rượu nào luôn đấy nhá. Là có một người đang giăng câu ngay cái chỗ Lộc đang câu luôn. Đó, nhìn xa thấy nhá. Có khả năng là như vậy nó động cá không ăn. Bữa nay Lộc đánh hơi xa xíu, đúng cái tầm giăng câu của ông kia luôn. Làm thật. 5 giờ rưỡi rồi mà không rung rinh gì hết đấy, khả năng là lượt mồi đầu tiên là thất bại rồi. Bây giờ Lộc đã trộn mồi xong rồi nhá. Đấy, trộn mồi xong rồi, thóc bắp khoai ngon lắm. Lộc trộn hơi nhiều xíu, lỡ trường hợp mà đêm mà nó cá nó ăn là không phải trộn nữa. Mồi rất là ngon nhá.
tương đối lạnh, gió rất là mạnh. Hy vọng sẽ đụng được cá chấm. Thời tiết mà động trời vài cá chấm nó hay ăn lắm. Lộc ngồi Lộc ngâm thêm một xíu nữa, cái tầm khoảng 6 giờ gì đó Lộc sẽ thay mồi. Và một lượt mồi sẽ đến sáng ngày mai luôn nhá. Tình hình đêm nay là nép là câu phía bên kia nhá. Cái mình cạnh sát Lộc là đoài. Lộc thì câu chỗ này rồi. Đấy. Phía bên kia là không có gì thay đổi, sẽ là nam. Bây giờ 7 giờ 50 phút rồi. Bây giờ mấy em tập trung căn bản đã đông đủ. Đây nó có một cao thủ mới xuất hiện đây. Đây là Dũng nhá. Là Dũng đang câu bên kia và chiều nay đã lên một con rất to, khoảng mấy ký Dũng? Dạ khoảng tầm ký đổ lên. Đấy, đây là Dũng ở Đắc Min. Dạ, ở xã Đức Mạnh. Đức Mạnh Đắc Min. Đấy là Dũng đang câu bờ bên kia. Chạy sang giao lưu mấy anh em giao lưu. Có rất nhiều món nha. Đây là vịt quay. Vịt quay. Và đây là cái món nộm chạo gì đây này. Và đây bây giờ Lộc quay cao thủ bên này nữa cho mấy em xem mặt cao thủ nha. Đây là anh Đoài. Anh Đoài đêm qua lên con cá chấm 15 ký. Đấy, đòi bây giờ đang ra cần hệ thống cần rất là nhiều. 1, 2, 3, 4, 5, 5 cần. Đêm qua lên con Hugo, con đấy kỷ lục trong đời chưa? Kỷ lục của anh ạ. Kỷ lục à? Rồi ok nhá. Ra cần nhanh đi rồi ra mấy anh em mình là vài đi điệu. Bên này cũng một cao thủ này. Cao thủ bên này năm ngoái chứ là câu được con cá chấm 17 ký. Cá chép thì không tính nha. Đây, cao thủ tắt đèn đi cho xem mặt lại coi. Đây là Nam nha. Nam cao thủ. À, hơi buồn. Hơi buồn nhưng mà lại đêm này lên hàng đấy. Hôm rồi anh Nam là một con rô với lại một con chép đỏ. Đấy, đang cây chống cần à? Dạ. Mà sao ban ngày lại phải cất đi à? Dạ. Ban ngày cất đi. Dạ. Sợ mất à? Dạ, rút mất à? Rồi ok. Nam, cần thủ Nam là em của cần thủ Đoài. Lộc câu ở giữa theo vị trí là Nam, cho đến Lộc đến Đoài, xong rồi đến Nép là đằng sau cuối. Dũng thì câu bờ bên kia. Hôm nay rất là vui luôn. Anh em ra cần nhanh lên nhá. Đây, mồi của ông anh Đoài, anh của Nam. Mồi của ông anh với mồi của ông em là tương đương giống nhau. Bột mì là vị chủ đạo. Nhưng mà rất là bén cá nhá. Hạt ngô rất là nhiều, ngô bụng, đúng không? Ngô bụng. Quả mồi này ngâm một phát là mười mấy tiếng đấy. Đây, bom lăng xê độ này. Đấy, tự uống luôn à? Quá chất nhỉ? Tự uống đó. Đấy, lưỡi là lưỡi Super Chino số 7. Cắn hạt xốp. Đây. Giờ bắt đầu mới nhập tiền nhá, bây giờ 8 rưỡi gần 9 giờ rồi. Đây, hai đồng chí uống rượu trước này. Đây là nhìn rõ này, bây giờ nhìn rõ đẹp trai này. Đoài, Nép. Rồi, hai đồng chí làm một ly đi. Mời mọi người. Mời anh em nha. Ôi, bờ hồ uống rượu quá ngon luôn rồi. Đây là món gì? Gỏi mít. Gỏi mít. Rồi, mời mấy em nhá. Thôi Lộc là làm miếng trước đi. Làm miếng gỏi mít đi. Ồ, cái đũa này, đũa này của Đoài. Đây, đũa Lộc đây. Đũa bằng cây sậy. Nó làm cái rượu đây chứ. Mời mọi người rượu nha. Đây, anh về. Anh Lộc mời anh về Dũng. Còn một cần thủ đang lọ mọ ngoài kia. Cái này có cần chấm không? Mít, gỏi mít, mời mọi người nhá. Đây là cái món trứng luộc nhá. Mà luộc chắc phải gần một tiếng hết một bình ga nó mới sôi. Thời tiết nó lạnh quá. Luộc gần một tiếng nó mới sôi hết một bình ga này. Đấy. Và đây bây giờ mới gọi là các thành phần đông đủ này. Đây, 1
Đây, cao thủ đẹp trai này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Đây, và anh chàng lộc đen. Tính là rất nhiều thứ nhá. Bánh trưng này, bia này, bia biết ai uống bia không? Vịt quay này. À đây, món xoài này, món này là chị em phụ nữ là nhìn rõ được lãi. Gọi mít này. À, rượu là rượu gì ta? Đúng. Rượu chuối. Lên hàng. Ui, cá to. Ui, cá to, con này 2 kg sao hết được. Anh. Phong, Phương, dòng gì vậy, lôi lên luôn đi. Cẩn thận, tốt. Ui, con này 2 kg. Lên luôn. Con này bò nướng ngon này nhỉ. Con này 2 kg thoải mái. Con này 2 kg nhỉ. Rồi 2 kg thôi. Đẹp hết. Con này mà có lơm thì nướng ngon lắm nhỉ. Rồi. Rất là đông anh em nhé. Cần của anh Nam rất sát cá. Cần thủ không thèm dìu cá luôn cơ. Phong hay Phương? Phương hay Phong? Phong à? Phong ra dìu cá. Chủ cần không cần dìu, không muốn dìu luôn. Con này nhìn ngon hết nhỉ? 2 kg nhỉ? 2 cân. Con đi mai. À, mai mua đồ của ông chưa? Săn hàng xuyên đêm, râu dài thêm một phân mà cá không thấy đâu. Ném móm, lộc móm. Cần thủ nam bên kia được một con chắc có tầm 2 kg. Ai đánh à? Rồi. Lên hàng hay lên hàng? Ô, cá chấm rồi. Hiểu không anh không? Cá chấm rồi đúng không? Cá chấm rồi. Đứng sát xuống nước đi để dễ điều con cá. Đứng sát xuống nước đi, ok. Cần thủ Hoàng Nam rất sát cá. Đêm qua lên một con chép rồi, sáng nay tiếp tục lên cá tiếp. Con này khoảng mấy ký ra? Con này phải 6-7 ký to đấy. 7-8 ký luôn đấy. To đấy. Cứ từ cẩn thận. Bây giờ khoảng mấy giờ, 7 giờ chưa? Ui, con này to đấy, chú đến gần đi. Đưa vật xuống nước. Ui, con này to lắm. Tầm chênh lệch 8 kg. Cái đầu lại. Từ để cho nó nổi lên đã, đừng có vội. Nó lên ám mặt nước rồi này.
8 ký. Không, không được 8 ký, con này chênh lệch 7 ký. Ừ. 7 ký dính tí mép này. Dính tí mép luôn. Hai cái này không cẩn thận là ra đi liền. Con này tầm chênh lệch 7 ký. 7 ký. Nhưng mà nó không có mầm. Còn cái này còn còn. Ok, chúc mừng cần thủ Hoàng Nam bom độ. Rất chất lượng luôn. Lưỡi Super Chinu số 7. Khỏe lắm, cá chấm tự nhiên, siêu khỏe luôn. Ok nha, chúc mừng hai cần thủ nhá. Là hai anh em ruột. Đang bóc bánh chưng thì đang chuẩn bị ăn bánh chưng thì Hoàng Nam lên ha. Hoàng Nam chỗ năm này đêm qua được một con chép tầm 2 ký nữa. Còn các thân cần thủ còn lại hiện tại là chưa lưu linh gì. Bánh chưng chống đói nhá mọi người nhá. Lộc sẽ quyết định gâu thêm một lượt nữa, có tầm 11 giờ sẽ về. Mời mọi người ăn bánh chưng nha. Tiếp tục đợi giờ nha, hy vọng còi sẽ hú, sẽ lên cá khủng nha. Nhổ cái kia ra cho anh. Để đây á. Ờ, nhổ cái đấy ra. Quay camera sang cái này. Thank you.
hơi bị lỏng lẻn chứ sáng vào ra sáng vào đúng không ạ? Cầm camera này, cầm cái này cho anh, tắt cái đấy đi rồi. Tắt cái đấy cho anh, tính cửa cho anh nhé. Ôm này luôn đi. Ôi kì đây, quay đây, quay kì đây. Lên bờ, lên bờ, lên bờ. Ui! Ô đây! Từ trang này có cái dây chưa ra là đúng mềm cá nó nhảy ra đó chung rồi. Quay lúc này. Đi là đến sáng thay mồi. Thực ra đánh cá chép thì cứ ngâm lì được, nhưng cá chấm chịu khó thay mồi. Đương nhiên tàn tàn nó vẫn ăn, nhưng mà thay mồi xác suất ăn cao hơn. Ông sư phụ của anh là ông hồi xưa ông câu cứ tầm khoảng chắc 1.5 tiếng đổ lại thay mồi à? Mà ông câu cá chấm chiều lắm. Thay mồi là dễ được chấm, còn dòng chép là tàn tàn mới thừa nó vô nó vẫn dính. Ui. Con này trên 10 cú chắc rồi. Con này 5 thì 14 kg. Bằng con bự quá. Đây. Đây, quay cái miệng nó này. À. Ôi. Không bể mặt được nhá. Ôi. Ờ nó quay xa ra. Rồi quay. Sợ cái gì. Khi nó ăn phát là biết ngay là cá chấm luôn. Dễ mạnh lắm. Rồi. Ok, nét quay nhá. Ok. Quá tuyệt vời luôn. Chinh phục từ gần hết một ngày một đêm rồi, đến trưa này là một ngày một đêm đã lên một Hugo, quá ok luôn. Tiếp tục đợi chờ nhá. Cảm ơn anh Nếp này, Nếp, cảm ơn anh Nếp, cảm ơn mệt. Ok, Lộc thì sẽ thay mồi một cần ấy tiếp và tiếp tục săn hàng đến trưa nhá. Cân con gái nha, giờ cân con gái coi bao nhiêu ký nha. Đó là
máy bao nhiêu ký vậy? 13 ký 25. 13 ký 25 à? Nó dừng lại rồi gì? 13 ký hơn. 13 ký 25. Mười ba ký hơn. Vẫn là bây giờ vẫn sóng gió cực kỳ luôn. Bây giờ 11 giờ hơn rồi. Con cá cân được 13 ký 25. Quá ok. Kết thúc hai chuyến câu được hai con. Chuyến câu đợt trước được con chép 8 ký. 8 ký ngon nghe 8 ký. Và chuyến này được con 10 chấm hơn 13 ký. Quá ok luôn. Cần thủ này đang gom đâu. Nhưng mà khả năng chưa về ngay. Lộc sẽ là người dừng bước sớm hơn một chút. Ném thì kế hoạch vẫn sẽ câu nhá. Ném sẽ câu đến chiều. Quá mọi người, cả chậm nó tự nhiên qua chất lượng. Video tạm dừng đây nhé mọi người nhé.